Nhìn mặc Vân đi nè các bạn ơi. Sushi đang ngủ nè các bạn ơi. À, chúng ta đã sắp đến resort rồi các bạn ơi. Chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi là mình sẽ đến resort nha. Bạn Sushi thì vẫn đang ngủ say. Ruby giới thiệu đi, hôm nay mình sẽ đi đâu ta? Hôm nay cả nhà của Ruby đi Phan Thiết. Con được đi mấy ngày? Con được đi 3 ngày 2 đêm. Chủ nhật con về ha. Rồi ok, chút nữa đến resort mẹ Dư sẽ quay nữa nha. Các bạn ơi, và đây là con đường sẽ dẫn đến resort mà mẹ Dương đã thuê nha. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Xung quanh hai bên là the resort hết. Đây, trước mặt chúng ta là resort Ceiling City nè. Resort này cũng đẹp lắm. Còn bên phải là resort The Leaf. Rất là nhiều resort đẹp. Và phía trước của chúng ta là biển các bạn ơi. Wow, cây cối rất là xanh tươi luôn nè. Biển rồi. Biển đẹp quá. Buổi tối thì sẽ đông hơn. Cái gì kia bạn? Cái đó để chống sóng đó. Sóng thần đập vào. Wow, hàng dừa đẹp quá. Đây, chúng ta đến rồi, quá trời đông luôn. Sài Gòn Mũi Né. Đó, xe du lịch. Chúng ta sẽ vô bằng đường này. Resort Sài Gòn Mũi Né. Bảo vệ ra để điều xe. Bây giờ cả nhà mẹ Dương sẽ cùng đi vào để nhận phòng các bạn ạ. À, đây là phòng của chúng ta nha. Mẹ Dương thấy là cái giường trong phòng mẹ Dương rất là rộng luôn, chắc là phải 2 mét đó. Rồi đây là tủ quần áo nè, và đây là nhà vệ sinh. Bên trong nhà vệ sinh thì cũng thoáng đãng nè, khá là rộng rãi và sạch sẽ nè các bạn ạ. Và đây là trà, cà phê và nước suối là mình sẽ được miễn phí nha các bạn. Còn đây là hướng để chúng ta đi ra ban công, và người ta cho mình hai cái ghế, một cái bàn để nhìn thẳng ra biển luôn các bạn ạ. Chưa gì bạn Vani đã mặc sẵn đồ bơi vô để chuẩn bị tinh thần là đi ra biển với lại đi đắm hồ bơi đó các bạn ơi. Và đây là tầng trệt, là phòng của bà ngoại của Ruby. Hai cái ghế, cái bàn để chúng ta nhìn ra biển ha. Thì cũng y như là phòng của mẹ Dương ở trên lầu. Đây chính là hồ bơi của chúng ta nè. Hồ bơi ngay sát biển luôn các bạn ạ. Rất là rộng và đẹp luôn. Bạn Sushi của chúng ta thì vẫn đang ngủ say tiếp, không biết gì hết trơn á. Vừa xuống hồ bơi thì bạn Ruby với Vani đã gặp được một bạn fan hâm mộ. Thế là các bạn chơi với nhau suốt từ lúc xuống cho đến lúc lên luôn đó. Các bạn ơi, hôm nay chưa nắng nên là mẹ Dương đã order đồ ăn của khách sạn về phòng để ăn luôn các bạn ạ. À, chúng ta sẽ có món cá bớp kho tộ nè, canh chua cá dứa và rau bó xôi xào tỏi. Và mẹ Dương gọi thêm một món nữa là mì xào bò cho bạn Ruby và bạn Vani rất thích ăn mì. À, chúng ta sẽ ăn món cá bớp kho tộ nha. Mẹ Dương sẽ chan cái nước cho ăn trước. Và đây là một khúc cá. Rồi. Có cay không các em ăn? Sau khi ăn xong thì cả nhà mẹ Dương sẽ đi tham quan xung quanh cái resort này xem có cái gì vui không nha. Cá ngon các bạn. Nhà hàng ở trong khách sạn này làm ăn đồ ăn ngon các bạn ạ. Rất là vừa miệng luôn. Đẹp quá các bạn ơi. Wow, hoa màu tím. Hoa này hoa gì ta? Giống hoa bằng lăng hả ta? Dạ, bằng lăng. Thích hoa màu tím lắm. Rồi, chúng ta cùng đi tiếp. Bánh lăng buổi tối mới bán. Hai bạn đã phát hiện ra một cái giếng rồi các bạn ạ. Giếng này sâu hơn. Đâu mẹ xem nào.
Con thằng lằn, con thằng lằn. Giấy á, người ta trồng mà nó leo lên tận 3 lầu luôn nè, rất là đẹp. Vâng. Ừ. Giờ mình đi tham quan tiếp thôi. Bây giờ mình đứng đây mình chụp hình một tấm ba mẹ con mình nè. Ok. Nào bây giờ mình đi sâu ở trong rồi. Đó, hết rồi. Hết rồi. Đường cột rồi. Đây là đường cột rồi nha. Cái đường này chúng ta sẽ đi ra biển tới các bạn ạ. À. Đừng rửa nữa, không rửa xong đi ra cát là dính như chân luôn nữa. Giờ mình về ở nhà cũng được. Ở đây còn có cả công viên nữa các bạn ạ. À. Các bạn ơi, hôm nay hai bạn nhỏ được đến resort chơi rất là thích luôn các bạn ạ. À. Lâu lâu mẹ Dương cho hai bạn đi xả stress sau những ngày học tập mệt mỏi và căng thẳng. Để hai bạn vui chơi cho thích. Bạn Ruby sáng giờ bơi là gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ luôn. Bạn ấy thích bơi lắm. Ở đằng sau lưng mẹ Dương là biển đó. Khi nào mình muốn tắm biển thì mình đi ra biển tắm. Còn mình muốn tắm hồ bơi thì mình bơi trong này. Ok, buổi tối thì cả nhà mẹ Dương sẽ đi ra ngoài quán ăn. Thì chúng ta đến Phan Thiết thì chúng ta không thể nào không ăn hải sản đúng không nè. Em chịu nằm đâu. Kết thúc buổi tối ngày hôm nay á, thì trên đường về resort thì mẹ Dương có ghé vào để mua bánh lăng để mang về resort, ngồi ăn tại resort luôn, vừa ăn vừa ngắm mọi thứ xung quanh cũng vui các bạn ạ. Cà phê hả? Đây cho tí đá vô Ruby. Các bạn ơi, đây là bánh lăng nổi tiếng ở Phan Thiết rất là ngon luôn nè. Và nhưng mà giá hơi chát nha. Một cái bánh như vậy là 37.000 một cái. Mẹ ơi. Đây con ăn này, ở đây đây. Ở đây con ngồi đây. Vậy là kết thúc một ngày ở resort của mẹ Dương rồi. Bây giờ mẹ Dương phải cho em Sushi đi ngủ thôi. Em ấy đã buồn ngủ lắm rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Mẹ Dương channel, bye bye.